Em có một con đồng hồ Tecnot nha. Rồi. Size của nó là 46, chạy cơ chế 6 kim lộ máy nè. Nè, đẹp chưa? Đó, lịch cười nha. Bấm giờ thể thao nhớ nha. Nè. Nó có cái kim 24 giờ, kim quạt. Dừng. Reset. Còn cái kim 24 giờ nè, để xác định ngày và đêm nha. Nè. Nó xoay nè. Rất độc nha, càng 46 à, size 46 càng 53 nha, tay phải trên 16 mới đeo nổi. Con này là 128 nha. Len keng luôn, test nót đáy xoáy. Chống nước 100 m. Mặt hai lòng. Còn đây là dạ quang nha, dạ quang rất là sáng luôn. Đó, 6 kim mặt hai lồng nha, quá đẹp và hầm hố luôn, cực kỳ nam tính nha. Rồi em mời cả nhà.